Các bác đã cảm thấy tiếng nó díu dắt chưa? Phải nói là Pioneer nó quá hợp nhạc vàng, nhạc bolero. Zindad luôn. Đấy. Đang được cắm nhạc trực tiếp luôn, lần đầu tiên tại Việt Nam. Đấy. Nói vậy để anh em hiểu luôn. Vừa bóc thùng ra. Hoạt động hoàn hảo các chức năng luôn, êm ái mịn màng. 4 triệu đồng. Pioneer 7.900. Zin đét và đẹp các bác nhá. Vừa về bóc ra luôn để quay luôn. Mà anh em còn không tin tưởng nữa thì không bao giờ chơi được. Đấy. Độ chuẩn chỉ, độ chi tiết của cửa hàng nó thể hiện tất ở những cái như thế này. Đấy. Bởi vì những con đâm ly hàng bãi hàng mạng về thì nó chạy ngon lắm, ít khi nó bị làm sao, trừ khi quá trình vận chuyển nào. 130W, 100V. AUX tuner, đường tép phono, cầu loa AB, trở kháng từ 6-16. Chơi những đôi loa bass 25-30 đổ lại, tuyệt vời luôn. Nó tiếng nó êm, nó dễ nghe, nó chuẩn bolero, chuẩn nhạc vàng. Chạy 4 con sò 2 vít. Đánh loa Nga S90 được nha, đánh những dòng loa Nhật được, hay. Giá bán tại cửa hàng rẻ là 4 triệu các bác nha. Hello, xin chào anh em. Anh em nào có nhu cầu con đâm đi Pioneer 7.900 thì cửa hàng lại về con nha. Con này hàng đấu giá mạng về. Hàng đấu giá mạng về chưa cắm điện nào. Đây, dây vẫn buộc. Về quay qua xong nó test chút nhạc mà anh em cùng thưởng thức. Cũng bán cực kỳ rẻ thôi, mặc dù hàng mạng. Hàng bãi Zindad luôn. Hàng mạng nhưng mình cứ gọi là hàng bãi thì cho nó dễ nói. Đó. Vẫn để giá cực tốt cho anh em, 4 triệu thôi. Giá báo là giá rất rẻ này con nha, 4 triệu bạc. Pioneer 7.900 thì nó quá là tên tuổi thương hiệu rồi. Mặt sáng phê nhôm, trắng tinh luôn. Chạy hai cầu loa A cộng B, A hoặc B, bát chép lao lướt, rồi đèn tia. Sau này chạy sò 2 vít, mới lắm, phải nói là rất mới luôn, hàng mạng về. Và cũng một đôi loa nữa. Một đôi loa này đó là đôi loa Pioneer F900. F900 các nha. Có F700, F900. Thì F900 nó to hơn, nó bass 30. Một trong mã loa cực kỳ đẹp luôn. Hàng về chưa đấu rơi loa nha. Có nghĩa nguyên bản từ bên Tây, bên Nhật về đấy, chưa lau chùi. Màng loa phải nói là siêu đẹp luôn. Màng loa thì thật ra những đôi loa này khi gà nhập về là phải biết ảnh trước rồi thì mới chọn lựa xong mới nhập về. Hàng về thì đẹp lắm nhưng mà kiểu gì vận chuyển về nó sẽ có cái vết cấn ở góc không tránh khỏi nha. Nhưng đặc biệt đôi loa này phần đáy đẹp luôn, phần đáy phải nói là rất đẹp luôn các bác. Đa phần ấy, nếu hàng bãi ấy, để ở kho lưu lâu ngày thì những cái chân loa này sẽ rất xấu, nó sẽ cũ, nó sẽ bẩn, nó xước. Như đôi loa này cũng là đôi loa hàng mạng về, nó là tuyệt đẹp, tuyệt đẹp theo cái tuyến loa. Nhưng còn cái góc cạnh kể cả đẹp đến đâu thì quá trình vận chuyển về cửa hàng nó sẽ phải móp méo nha. Đó. Phải móp méo các bác nha. Còn hiếm khi là nó không móp méo. Đây chẳng hạn, móp tí đây, móp tí đây. Nhưng chơi hàng bãi là mình phải chấp nhận điều đó. Đấy, quay như thế này là để cho anh em trực quan, anh em nắm được một sản phẩm hàng bãi về nó phải như vậy. Còn khi cửa hàng tuyển chọn là tuyển chọn những cái màng loa này.
màng hoa phải nói siêu đẹp luôn, đồng đều. Đây những cái bụi bặm theo thời gian người ta để bên kia. Tôi ép 700 thì đã hay vô cùng rồi. Đây tôi ép 900 thì bát 30 thùng to hơn nên là nghe sẽ đã hơn. Giá tiền bây giờ thì phải nói là quá bình dân. Mặc dù Pewler ngày xưa nó là một trong mẫu loa khá đắt nhưng bây giờ nó là quá bình dân. Từ những dòng rẻ tiền đến những dòng đắt tiền như 8899 bây giờ cũng rẻ hơn một vài triệu. Nói chung anh em chơi đồ bây giờ là quá dễ chơi, lại được rẻ, được hàng đẹp. Đấy, chứ con Omni này thì cả báo giá cho anh em là 4 triệu nha. Bán bằng giá cái con gần nhất cả cũng bán một con. Hàng mạng về, con này chưa ghim điện, chút nữa sẽ đấu dây điện, đấu dây để test luôn. Cho nó nóng ấy, cho nó trực quan luôn ấy.